Canada nó không phải là một perfect country. Vừa US and the World News đã cho Canada nắm được thứ hai cho những đất nước đáng sống nhất. Cho bạn coi thử có đúng hay sai nha. Đây là của US News Best Country to Live in ranking của 2023. Canada so sánh những mọi thứ, Canada đang nằm phần thứ hai. Đứt đầu lúc nào cũng là Switzerland cả, và sau tới ba là Switzerland. Canada năm rồi nằm thứ ba, bây giờ nằm thứ hai đó. Mấy bạn biết gì không? Winston Churchill từng nói con câu: "Democracy is the worst form of government except for others." Nghĩa là sao? Dân chủ là một hình thức chính phủ tồi tệ nhất, ngoài trừ tất cả những thứ khác. Thì theo những cái thống kê mới đây, mấy bạn mới thấy đó, nếu mà bạn đang ở Canada, comment chú biết đúng hay sai. Nhưng mà chú bảo đảm, Canada nó không phải là một perfect country. Chú chưa từng thấy một cái đất nước nào nó perfect cả, kể như mối quan hệ của tình đó. There's no such thing as perfect relationship. Canada là một nước cũng vậy đó, không có cái gì nó gọi là tốt đẹp mãi mãi 100% hết trơn á. Cho mấy bạn nào nhớ kỹ, đi di dân có phải mình đi trúng trắng một cái gì hay không, cái đó quan trọng. Tại vì cái problem đó nó không giải quyết vấn đề cho bạn nếu vô nước này. Tại cái problem đó không phải là một đất nước, một problem đó chính là bản thân.